Tại nó là má tan nhất Việt Nam mà, là má hai ghê. Chú sợ cái cục trong lỗ tai là y cái cục ôm to. Ăn được rồi. Cục này mà nằm ngoài xí nữa là dễ lấy. Không, cái này bắt buộc phải lấy lắm đó nè. Đó là ra là việc. Dễ, cục này không chi. Chú cứng nhắc luôn, tao bự sư. Không, nếu mà cái miệng không to thì phải cục nén lâu đời rồi. Cái miệng phải to, chứ miệng nhỏ là nó đau. Rào cho con xí rào, rào ra. Ủa to chưa kìa. Mà cái này phải lái rồi mà ơi, cái này gì? Hay to lắm. Lên cái này. Hay nè nè, rau. Hay cái nhíp hay là cái gì? Cái kèm đó. Không có kèm nén đứt á. Cái nhíp, cái nhíp. Điện thoại. Nhíp gì, nhíp gì, nhíp gì, nhíp gì. Rất không có ra được. Là mỗi mới chịu được hay. Ủa lâu bật vô luôn. Lâu cái bật vô luôn kìa. Cái bật mở cửa mụ á. Sao hả con? Không, từ từ mới. Cái này là sao? Cho mới coi cái bọc nó ghê lắm. Cái bọc nó ghê lắm. Đó, cái bọc nó đã đó. Tao gần ra được hết rồi. Sao quá vậy? Cái nguyên một cục chỉ trong đó. Cái bọc đó. Ghê quá đi. Rồi xong. Quá chị chơi được cho cánh tay. Mấy nhìn mà thái thì mới biết kìa. Lên cho cánh tay. Này cho cánh tay. Tao không lo nữa. Rồi xong rồi. Xong rồi. Đủ cánh tay. Từ. Cánh tay kìa. Biết rầu cái cục nén có xí nhưng mà. Đó. Có xí nhưng mà sợ. Lấy. Lấy rồi nó trắng. Cục này cái trâu như kim cương. Thiệt á, còn ác quá. Như cái bông hoa. Cái bọc. Sợ mổ lá rồi, mổ bọc thì chưa lá rồi, nhớ lắm. Chặn góc. Làm đẹp. Ủa cái này là 32 mấy đâu mà nó, lấy gì khác này. 8 rồi. Chờ lâu 10 phút nữa nghe. Ồ mà mấy người tim nhiều đi không biết thuốc cô hơn ta ta tim không biết còn không đây nè. Mở rồi yên. Mẹ chưa? Mở tủ rồi coi thì còn filler không kìa. Còn nhưng mà không biết có đủ không á. Mà lon ấy nhiều. Mở đi thấy mà lon mất về lấy xếp đi mà. Quá trời filler cứng mày nhiều đó. Mày má, mày má. Filler cứng mày nhiều có mày đếm thì đi. Mày mua nhiêu? Mày là cái trắng á, cứng là cái vàng. 4 6 2 4. Có 6 cái thôi. 6 7 cái. À 7 cái ăn được. 7 cái. À rơm được, được 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 được. Ờ do vừa rồi tìm mới tìm nè, tìm nhiều quá nè. Sợ không đủ á. Mà đủ chứ đúng không? Dữ. Sáng hôm ngồi cà phê mấy người đi đó. Bên chỗ Phương đấy. Mụn ni á là nhìn thì thấy thâm, nhìn sơ qua tưởng không có, nhưng mà nó ăn ở dưới. Đây, nổ mụn ngực luôn. Đây là mấy lần rồi đó, đây là vaccine chữa ni.
Lấy em bị cái nổi mụn lấy. Ờ chị đang má nổi mụn ngực lưng sợ lắm. Hay lắm không lấy các mặt. Cái bữa hôm ấy đỡ nhiều rồi. Hết rồi, cái tháng thôi. Trời trời, tôi không thấy đường nó nặng luôn. Cái thế nó khó quay quá rồi. Thà, bỏ đi. Cái ly không tìm mau cái ly. Dạ không, sẽ đau quá. Mau mà con sẽ đau rồi, chạy nấu. Cái ly thấy về Quảng Ngãi nữa đó hả? Về đó bao lâu rồi đó? Bình thường rồi cái ly. Bình thường vậy mà. Chứ không có gì bình thường. Không thấy nó gì. Khôi á. Không. Chết ra ngồi vậy. Không là tháo rồi. Nó là ngày chết liền. Hỏi mấy lần mà cứ quên kháng cái ly. Thôi bên đây làm chi rồi, vẫn đứa đó à? Trời này có không ta? Đi lộn đường rồi. Ừ. Lộn đường mà hơi nhanh nha. Đi lộn mà hơi nhanh. Ừ. Nhau quá. Đây. Cái này bù đắp. Bù đắp cơm nổi. Nhìn thấy có phải bù đắp đó mà phải tiếc. Thôi đừng cái đó, không có. Đây thấy để dậy đi. Nó không có ra. Cái này không phải. Có lẽ là hết rồi. Chắc đâu, mò mò chắc cũng đủ. Nó để giường cho chị làm nghe. Để hai giường hai bên đó đó. Đây chị bé này. Không chị vòng đó xuống đó. Chỗ này đi qua không được. Một giường nó không cần hai giường. Tại vì có một người tìm. Thế là một mình mà lon tìm với đâu. Còn mấy chắc lại. Ừ, cũng nên nhắc kính. Nói chung một ngày này tạm bỡ. Có hồi nãy thằng này
nhổ xúc xắc, nhổ nhìn đã lâu rồi có nó rất là nhiều khi triệu view. Ừ, có cái nhổ nó hồng mà cái mụn to nữa. Mặt nó nhìn nếu mà quay được ba cái đây là không quay được một ba cái luôn nhé. Sạch thế. Mặt nó mấy hồi còn không quay vì không có để quay, lâu lâu mũi để cao lắm điều. Tìm lâu lâu cái hỏi phân tán rất về như tiền đó mua cho ai à? Mua